Bộ Nông nghiệp Indonesia sẽ thu hồi khoảng 200.000 hecta trồng cỏ để chuyển đổi thành rừng. Động thái này diễn ra sau khi các nhà chức trách đã phát hiện 200.000 hecta cỏ này được trồng tại các khu vực đất rừng. Theo Bộ Lâm nghiệp của Indonesia thì có 3,3 triệu hecta trong số gần 17 triệu hecta trồng cỏ ở nước này hiện tại nằm ở các khu vực rừng. Tuy nhiên chỉ có một nửa được xác định là có chủ hợp pháp. Bộ Lâm nghiệp nước này cho biết số đất thu hồi sẽ còn tăng thêm và đây là một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê duyệt dự án xây dựng trang trại điện gió ngoài khơi lớn nhất từ trước đến nay. Trang trại có khả năng cung cấp năng lượng sạch cho hàng trăm nghìn hộ gia đình trong tương lai. Cụ thể thì dự án điện gió ngoài khơi ở tại bang Virginia có công suất ước tính là đạt 2,6 GW. Dự án này có khả năng cung cấp nguồn điện cho khoảng 660.000 hộ gia đình. Đây là dự án điện gió ngoài khơi được thứ 5 được chính quyền của Tổng thống Joe Biden phê duyệt. Hiện tại thì Mỹ đã đặt mục tiêu đạt 30.000 GW công suất điện gió vào năm 2030. Tình trạng thiếu nước do hạn hán kéo dài đã buộc cơ quan quản lý kênh đảo Panama phải giảm dần lượng tàu thuyền được phép lưu thông qua kênh này hàng ngày. Theo đó thì lượng tàu thuyền được phép di chuyển qua kênh đảo Panama sẽ giảm theo giai đoạn từ 29 tàu một ngày xuống còn 25 tàu một ngày kể từ ngày mai và sẽ giảm xuống còn 18 tàu từ tháng 2 năm nay. Tuyến đường thủy liên đại dương này là nơi trung chuyển của khoảng 6% thương mại hàng hóa toàn cầu. Tháng 10 vừa qua là tháng khô hạn nhất trong hơn 70 năm qua tại Panama.